là một chất rắn vô định hình đồng nhất, có gốc silicate. Bằng cách thổi, pha chế, tạo kiểu, thủy tinh không còn đơn giản là những chất để đựng như chai, lọ, cốc. Ở công ty Làng Văn hóa Công nghệ Việt Nam Lưu Cầu, Gia Lâm, Hà Nội, có một làng nghề thủy tinh độc đáo, thay đổi hoàn toàn tư duy của nghề thổi thủy tinh ở Việt Nam. Đến đây, người ta sẽ vượt qua sự hạn chế trong suy nghĩ về thủy tinh như cốc nước uống, bóng đèn, phích nước, lọ hoa. Bằng tài trí của những người thợ Việt Nam, những chuyên gia Nhật Bản, thủy tinh thực sự là một nghề thủ công mỹ nghệ đẳng cấp. Hãy theo dõi quá trình tạo thành những bông hoa bé xíu, đơn giản nhất. Đầu tiên, những mồi thủy tinh nhỏ được lấy ra, sau đó táu đến độ dẻo cần thiết, tạo một khối ban đầu trở thành nhụy hoa và lớp cánh trong. Sau đó, những giọt thủy tinh được cắt, mỗi tay cắt là một tay cuốn, nhấn vân tạo kiểu dáng. Tranh thủ độ dẻo vừa phải của những giọt thủy tinh, những đôi bàn tay dẻo dai khéo léo này tạo thành một bông hoa hồng bốn cánh. Cứ như thế, người rót, người đỡ, vừa tạo kiểu, không được dừng một giây nào cho đến khi trở thành một bông hoa theo đúng ý của người chế tác. Trông đơn giản, nhưng đều là những người thợ thổi thủy tinh lâu năm mới tạo ra những bông hoa đều tay, chính xác và mềm mại như thế này. Sau đó, những bông hoa được cuốn lá, tạo cành, tỉa tót trông sinh động không kém gì những bông hoa lụa hay hoa giấy. Mặc dù thủy tinh có yếu điểm là dễ vỡ, nhưng lại có một sự long lanh, óng ánh và độ trong rất cuốn hút. Nhưng hãy xem điều kỳ diệu đó xảy ra đối với sản phẩm khổ lớn, nặng và hoàn toàn dựa vào sáng tạo của nghệ nhân, không theo một khuôn mẫu nào. Khó độ nặng nặng mà mình không phải là làm thường xuyên, tức là bây giờ mình mới bắt đầu làm khoảng 9 đến 10 kg, rồi luôn luôn phải xoay mà phải đỡ, là mỗi một lần táu rồi lại phải hầu lên, hầu cho nó đỏ xong mới làm được, chứ nó khô thì không làm được. Khâu khó nhất là cái khâu mình thổi thành một sản phẩm, vì em biết là hầu vào nó mềm mà mình chỉ sai một sản phẩm, sai một nhịp thôi là quả hỏng ngay, tức là nó méo hoặc là nó bị mỏng là nó bị hỏng sản phẩm. Cùng với anh Đoàn Văn Đô là nghệ nhân Kiyoichi Sueyoshi đến từ Nhật Bản. Ông Sueyoshi có tay nghề 40 năm và cũng vẫn có khả năng nhận những sản phẩm lỗi khi chế tác những tác phẩm thủy tinh khổ lớn. Đối với thợ Việt Nam như anh Đô, hay những tổ trưởng, quản đốc ở đây có những tác phẩm sáng tác gần 20 năm trước, nhưng nay khi họ làm lại vẫn có khả năng hỏng. Bởi kiểm soát lửa, nhiệt độ, mức dẻo, độ văng của thủy tinh lỏng hoàn toàn phụ thuộc vào độ tập trung, ngẫu hứng sáng tạo ngay trong lúc đó của người thợ.
Người thợ Việt Nam sẽ tự mình nghiên cứu về hình dáng, màu sắc của sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam. Còn tôi chỉ hướng dẫn về cách phối màu, kỹ thuật chế tác, cách thổi thủy tinh sao cho vừa đủ. Bước nào khó thì tôi cũng bắt tay làm cùng thợ người Việt. Bảy mươi phần trăm nguyên liệu của làng văn hóa mỹ nghệ Việt Nam lưu cầu từ cát Việt Nam. Cát miền Trung Việt Nam được đánh giá cao về cả chất lượng lẫn thể loại. Điều quan trọng nữa là những ngọn lửa sẽ tạo ra những chất liệu khác nhau, màu sắc, độ dẻo và họa tiết khác nhau. Nấu thủy tinh, ủ các sản phẩm thủy tinh khi đã hình thành vô cùng quan trọng. Trong chiếc lò này, cát bị nung nóng chảy ở nhiệt độ 1400 độ C. 12 ngăn nhỏ trong lò là 12 màu sắc khác nhau, được tạo nên bởi sự kết hợp giữa cát và các hóa chất khác nhau. Người thợ sẽ thổi cát nóng chảy vào từng khuôn cho từng loại sản phẩm, từ ly, cốc cho tới bông hoa, chiếc lá. Sau đó, sản phẩm sẽ được cho vào lò ủ nhiệt. Nhiệt độ trong lò ủ khoảng 600 độ C. Đây là công đoạn vô cùng quan trọng trong việc quyết định hình dáng và chất lượng của sản phẩm. Ủ sản phẩm là cái khâu quan trọng nhất đấy, là cái khâu hoàn toàn là làm sao cái sản phẩm này ra như thế này mà phải ra nó phải được như thế này. Nhiệt mà cao quá thì là nó sẽ méo, mà nhiệt nó thấp quá nó sẽ bị vỡ. Cho nên đòi hỏi cái mức nhiệt lúc nào nó cũng phải độ gọi là tùy theo cái mức gọi là cái sản phẩm của mình, từng loại, tùy theo từng cái nò chẳng hạn, những cái góc nò này chẳng hạn là nhiệt cao thì mình phải cho cái hàng dày, chỗ này thì nhiệt thấp thì mình có thể mình cho cái nhiệt nó mỏng hơn. Đấy, nó đòi hỏi nhiều cái, chủ yếu là cái tư duy của mình. Ủ nhiệt cho nó giảm nhiệt độ từ từ, tức là vào trong nò nó có cái tác dụng của nó là, tức là mình cho nó trông cho nó nhiệt, nó trao đổi nhiệt cho nó gọi là nó đang ở cái nhiệt độ chẳng hạn như là mấy trăm độ chẳng hạn, vào trong nò nó sẽ trao đổi nhiệt, tức là giữa trao đổi nhiệt này và trao đổi nhiệt kia thì lúc đấy sẽ thành phẩm nó sẽ đẹp, và thứ hai là nó có cái chất lượng, cho qua cái nò ủ đó thì nó mới chất lượng sản phẩm nó mới đạt được. Sự chăm chỉ, tìm tòi và yêu công việc, 20 năm qua, thợ Việt Nam đã khẳng định tay nghề và sức sáng tạo không ngờ tới cho những sản phẩm thủy tinh đang lưu hành ở các thị trường Nhật Bản, châu Âu. Khi tôi làm việc tại đây, tôi đã tạo điều kiện cho các nghệ nhân giàu kinh nghiệm thử làm những sản phẩm theo ý tưởng của họ. Nghệ nhân người Nhật chỉ cố vấn, gợi ý trong cách làm, nhưng về thiết kế, phối hợp màu sắc là do nghệ nhân Việt Nam tự do sáng tạo. Tôi nghĩ khả năng của họ sẽ được nâng cao và tôi rất kỳ vọng vào sức sáng tạo của họ. Họ sẽ làm ra những tác phẩm mà người Nhật chưa làm ra bao giờ và sẽ làm phong phú hơn nét đẹp của thủy tinh. Qua 21 năm thì rất là nhiều những cái biến đổi ở trong công việc ở xưởng, từ
sản phẩm, con người và trang thiết bị. Đặc thù công việc này là lõng, lõng bức, nhất là đối với mùa hè. Mùa hè thì ngoài bản thân nhiệt độ ngoài trời nó rất là lõng rồi, nhưng mà khi mà xung quanh tất cả đây là rất là nhiều những cái lò lửa thì nhiệt độ ở trong xưởng này nó rất là nóng. Thế thì yêu cần phải một cái sự quyết tâm, cái yêu nghề và một cái cần cù thì mới có thể trụ nổi ở cái nghề này được. Một nghề dựa hoàn toàn vào bàn tay, sự tưởng tượng, hiểu biết chất liệu như nghề thổi và chế tác thủy tinh, với sự có mặt và phát triển của người Việt đã mang lại sức sống mới và cạnh tranh hơn cho nghề, đồng thời cũng cho thấy dù ở điều kiện nào, sự chăm chỉ, chắt lọc tinh tế trong chế tác cũng giúp những người thợ Việt Nam thực sự có được vị thế riêng.